Cái món cặp heo xào với giá đỗ các bạn. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Bếp nhà Lan Anh hôm nay có một cái món đơn giản, dễ làm và rẻ tiền. Mình có hai quả quả thận. Thì mình đã nhờ ngoài chợ mấy chị là lấy giùm mình cái phần hôi ở bên trong. Đây là một dĩa giá và một ít cây hành lá, một tép hành tím, một tép tỏi xét xét nhỏ, một ít nước vo gạo để mình rửa cái thận này, vài hột muối hột rửa trong nước vo gạo, sau đó vớt ra đi rửa lại với nước sạch, chắc ráo nước và đi xách cái thận này ra. Đầu tiên thì quay dọc khứa ra này, rồi quay ngang khứa một đường cắt ra, khứa một đường cắt ra. Bạn mình đã xét xong cặp rồi. Ở đây một nửa chỗ hành tỏi để mình chuẩn bị, 1/2 thì cà phê hạt nêm, xíu xíu đường, xíu xíu bột ngọt, 1/2 thì cà phê bột bắp, 1/2 thì cà phê ớt bột Hàn Quốc, một ít tiêu xay, một xíu xíu bột quế này. Đây là bí quyết để cho cái thận xào của mình nó không có bay cái mùi đặc trưng á các bạn. Trộn đều lên và để cho thận nó nghỉ ở đây để nó thấm. Mình bỏ 1/2 thìa cà phê hạt nêm, 1/2 thìa cà phê bột bắp. Dầu mình có phi hành rồi, nó chảo nóng thì mình đang bỏ cặp vào. Mình không có đẩy vung này á, mình xào nó ra nước lắm. Đúng rồi này các bạn, đẩy qua một bên nha. Bỏ phần giá của mình vào. Bỏ giá vào rồi thì mình trộn lên. Bỏ cái đầu hành vào. Bỏ hành lá vào. Trộn lên. Rồi chúng ta để cho giá nó còn giòn á các bạn. Đó thì mình múc ra nha. Nó còn nóng thì mình bỏ hành lên cho nó thơm nha các bạn. Sau thời gian vào bếp thì mình đã xào xong cái món cặp heo xào với giá đỗ các bạn. Đó, giá của mình này, mình lấy cho các bạn xem này, giá của mình này, cặp heo của mình này, ngon lắm nha, mình ăn thử nha. Giá giòn, cặp heo thơm không phớt mà ăn giòn ngon thấm tháp ngon các bạn. Thay đổi khẩu vị cho bữa ăn gia đình thì các bạn có thể làm món giá xào với cặp heo theo cách của mình nha. Đó. Chỉ có giá, cặp heo và hành lá thôi, rất là đơn giản nhưng mà được một cái món ăn rất là ngon, thay đổi khẩu vị cho bữa cơm gia đình. Xin hãy chia sẻ và đăng ký kênh, tiếp thêm động lực mình sẽ làm thêm nhiều video hơn nữa gửi đến các bạn. Xin chào và xin cảm ơn.